Hello anh em, chúng tôi cảm nhận nó quay trở lại với channel của mình nha. Và ngày hôm nay, buổi chiều ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chơi tựa game Hải Tặc Đại Chiến anh em ạ. Hiện tại thì đã có phiên bản Tân Thế Giới update mới của Hải Tặc Đại Chiến anh em ơi, ra mắt rất nhiều cái tính năng mới như hoàn trả lại tướng ở cấp 10 sao này, leo đậu thần đôi này, đấy, đấu trường Corrida các thứ vân vân và mây mây em ạ. Nhưng mà rất nhiều anh em thắc mắc là anh em nhiều anh em không tải được cái phiên bản mới cập nhật này nha. Như cái phiên bản mình chơi hôm qua đấy thì mình lên CS Play mình vẫn tìm được một cách rất bình thường nha bạn. Nhưng mà hôm nay thì mình thử vào CS Play mình đánh giữa Hải Tặc Đại Chiến thì nó lại thấy không thấy nó xuất hiện nữa. Không biết là tại làm sao anh em ơi. Không biết nguyên nhân là gì nhưng mà đã có một số cách khắc phục rồi anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách để anh em có thể tải được cái file để anh em cập nhật nha. Anh em có thể vào được game chơi bình thường. Ở trên phiên bản Apple ấy, anh em dùng hệ điều hành iOS thì vẫn tìm được Hải Tặc Đại Chiến thôi, nhưng mà trên CS Play như Google Store thì không thấy. Nên anh em cần những anh em sử dụng hệ điều hành Android thì anh em tải file APK này về anh em chơi nha. Bây giờ mình sẽ chỉ luôn cho anh em nè. Rồi chuyển màn hình nữa nha. Luôn sang bên này đây. Anh em sẽ vào một cái bài viết của cái trang bài viết này của mình này, một cái video mình up trước, mình có để lại cái link tải cho anh em này. Đấy, cái video mà trải nghiệm phiên bản mới big update Hải Tặc Đại Chiến Tân Thế Giới này, mình có để một cái link ở đây này, anh em chỉ việc ấn vào đây thôi, sau đó sẽ tự động tải một cái file APK về cho anh em. Loading. Đấy anh, cái file này có 254 MB này anh em này, anh em tải về. Ví dụ anh em chơi trên PC thì anh em mà quăng vào giả lập nha, còn anh em chơi điện thoại thì anh em cứ ấn vào đây là nó tự cài đặt thôi mà. Xong rồi anh em chơi thôi, anh em xóa cái phiên bản cũ đi, anh em ấn file APK này về, anh em tải phiên bản mới này, anh em vào game chơi được bình thường. Vẫn lưu trữ lại tất cả những cái tài nguyên, những cái con app của anh em thôi. Rất là ngon nghẻ, dễ dàng. Cái link tải này thì mình vẫn giữ lại ở cái phần của cái video trải nghiệm phiên bản big update mới này nha. Ngoài ra thì mình cũng sẽ ghi vào cái mô tả của cái video này. Đấy, rất nhiều anh em thắc mắc không vào được ạ. Nhiều anh em cũng kênh mờ Facebook mình hỏi. Đó, mình nha. Đây là phiên bản những điện thoại mà anh em sử dụng hệ điều hành Android thì nó sẽ mất cái link tải rồi. Thế nên là anh em phải tải bằng file APK thôi, anh em cho phép truy cập cái nguồn không rõ nguồn gốc ấy. Yên tâm anh em, yên tâm, cái này là file APK này là rất là chất lượng anh em ạ. Mình test rồi, không có virus gì riết gì đâu, anh em cứ ấn vào mà cài đặt thôi. Đấy, cái file APK này cài thì cũng dễ thôi, chỉ việc ấn vào click anh em tải xong rồi ấn vào click thì nó chơi được thôi. Cái gì sau đó vào anh em đăng nhập vào app của mình, app sẽ được bảo lưu cho anh em và game bắt đầu trải nghiệm những tính năng mới của phiên bản Tân Thế Giới anh em ạ. Rất nhiều tính năng mới dẫn xịn sò, rất nhiều sự kiện hay chờ đón anh em đây. Sự kiện này mình nghĩ sau khi kết thúc sự kiện này xong sẽ có một cái sự kiện gì đó rất to, rất khủng, anh còn gọi là siêu to khổng lồ ha. Rồi anh em ạ, nếu anh em nào thấy thích cũng như cái video của mình chia sẻ với anh em, cái link tải của mình giúp anh em chơi được game thì cho mình xin một like đăng ký kênh nha, và đừng quên ấn vào quả chuông thông báo cho nhỏ để không bỏ lỡ những video mới, những tin tức mới hay hấp dẫn về tựa game Hải Tặc Đại Chiến này. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.